Oh.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Mâu Ni. Chúng con kính thỉnh thầy truyền giới niêm hương lễ Bụt, bắt đầu lễ khai mạc đài giới đàn qua bờ 2021. Nam mô Bụt Sakya Mâu Ni.
là bảo đốt danh hương khói trầm quyền tòa khắp mười phương. Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường tiếp xúc đâu cùng phóng hào quang. Khắp chốn an đình to tường kính thần phụng hiến đức từ tôn. Nam mô Bồ Tát cúng dường hương, Nam mô Bồ Tát cúng dường hương, Nam mô Bồ Tát cúng dường hương. Dạ xin mời để chúng quỳ xuống. Bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tâm lòng ôm trọn cả thái hư trí giác soi cùng đại thiên thế giới, xin rủ lòng từ giác thương minh chứng. Thế Tôn dung mạo như vân nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuần. Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương, chúng con thuộc đạo tràng làng mãi Thái Lan, nhân ngày khai mạc đại giới đàn qua bờ tập họp bốn chúng uy nghi chánh niệm, phúng tùng tâm kinh xưng dương hành đức của Bụt trì niệm hồng danh, xin nguyện chúc lên. Nguyện chúc đạo Bụt sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ ràng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết noi theo đường tu tập thiên nhiên, được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Lại nguyện sinh thôi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u, khắp nơi đào dài thoát được tuyên dương, mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc. Hiện tiện đại chúng tu tập tịnh chuyên, biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ
Nguyện nói gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Xin mời đại chúng đứng lên. Nhất tâm kính lễ Bụt Pháp và Tăng thường trú trong mười phương. Nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nhân tâm kinh lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc cho đến Việt Nam và Thái Lan. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya. Oh.
kinh tuệ giác nghĩ hoa bờ ba lô Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông.
Con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Chúng ta sẽ có dịp được nghe về tiểu sử và một vài câu chuyện của các hòa thượng truyền giới. Trong đó có hòa thượng Tịnh Từ, hòa thượng Phước Tịnh, có hòa thượng Yết Ma Khất Sĩ Nam là hòa thượng Yên Hạnh, hòa thượng Tòa Giao Thọ là Thượng Tòa Thích Từ Lực. Hòa thượng truyền giới thứ nhất Thích Tịnh Từ đó, thì muốn nhớ hòa thượng thì dễ lắm. Buổi sáng ai mà tập 16 động tác gậy đó là cần phải cảm ơn hòa thượng Tịnh Từ. Chính hòa thượng là người đã đem cái pháp môn 16 phương pháp tập gậy vào trong thiền tập, và lần mai mình nó cũng học được từ hòa thượng Tịnh Từ. Hòa thượng Tịnh Từ là một người rất là thân, rất là kính trọng sư ông. Tu viện Kim Sơn á, là được thành lập năm 1983, sau lần mai một năm. Và chính sư ông á, là người đã khuyến khích hòa thượng mở tu viện. Thì sư ông đi qua Mỹ năm 81 là sư ông bắt đầu đi hoằng pháp ở Mỹ đấy. Thì hòa thượng xem sư ông như là một vị thầy của mình. Những khóa tu xuất sĩ trong những chuyến đi tại Mỹ đều được tổ chức tại tu viện Kim Sơn. Và cái mối tình thân thầy trò giữa sư ông với hòa thượng rất là thâm sâu. Và hòa thượng đã gửi những đệ tử qua tu học bên làng, và có những vị ở lại với làng luôn, giống như là sư cô Thanh Ý. Thì chúng ta rất là có duyên may được hòa thượng lần này là làm hòa thượng truyền giới thứ nhất cho đại gia đàn. Hòa thượng Phước Tịnh là ở Việt Nam, mà nếu mà ắt ở Đà Lạt đó thì có biết là có ni viện chùa Quan Thế Âm ngay ở trước chùa Hồ Xuân Hương đó. Thì ngày xưa hòa thượng cũng có ở đó, nhưng mà sau này khi đi qua Mỹ rồi thì giao lại. Thì hòa thượng tới làng này qua cái sự giới thiệu của thầy Chắc Thanh, qua làng rồi sau đó qua bên Lục Uyển, và ở Lục Uyển từ đó cho đến bây giờ. Sau khi thầy Giác Thanh mất thì sư ông và tăng thân Lục Uyển đã thỉnh thầy ở lại tu học chung với tăng thân để làm một nơi nương tựa cho các thầy các sư cô ở đó. Hòa thượng rất là theo pháp môn làng mai, thì khi mà ở trong tăng thân á, thì hòa thượng tu học theo đúng cái thời khóa, theo những cái mà những buổi giảng thì hòa thượng tán dương cái pháp môn làng mai rất là nhiều. Và đây mình có thấy là hòa thượng là viện trưởng Thiền viện Pháp Vân. Thiền viện Pháp Vân là thiền viện ở Sydney, và hòa thượng được Phật tử ở đó cúng dường để mời hòa thượng qua làm viện trưởng. Và thiền viện Pháp Vân thì cách tu viện sân tuyển của mình khoảng 5 phút, hai bên là láng giềng của nhau. Hòa thượng Nguyên Hạnh thì nhắc tới hòa thượng Nguyên Hạnh đó, thì hòa thượng luôn luôn nghĩ kể cái câu chuyện là năm hòa thượng 5 tuổi hay 6 tuổi, có thể là 7 tuổi. Thì sư ông hồi đó vào năm 1955 là sư ông đã truyền 5 giới cho hòa thượng. Nhưng hòa thượng hồi đó nhỏ quá cho nên nhận 2 giới đầu thôi. Và hòa thượng lúc nào cũng xem sư ông là thầy bổn sư của mình, bởi vì truyền 5 giới mà. Hòa thượng là một người ủng hộ làng mai, tăng thân làng mai rất là nhiều. Trong cái lần mà sư ông bị bệnh năm 2014 thì hòa thượng là một trong những người sớm nhất qua làng, và nói là nếu có hậu sự thì sẽ ở lại để mà lo hậu sự cho sư ông.
thì Hòa Thượng Kim Sơn, Hòa Thượng Phước Tịnh, Hòa Thượng Nguyên Hạnh là những người mà ủng hộ Lòng Mai rất là nhiều. Thượng Tọa Thích Tự Lực là đệ tử của ông Thích Tịnh Từ. Và Thượng Tọa, nếu mà nhìn Hòa Thượng Thượng Tọa thì thấy là một người rất là nhỏ con, nhưng mà năng lực rất là mạnh, Bồ Đề Tâm rất là lớn. Nhưng Hòa Thượng cũng có một cái hơi giống, pháp không hơi giống Hòa Thượng Tọa, cái là cũng hay khóc lắm. Nhiều khi mà kể về mẹ là Thượng Tọa khóc à. Và Thượng Tọa đã là nhận rất nhiều đệ tử và đóng vai trò rất là lớn trong cái phong trào gia đình Phật tử tại Mỹ. Thì Pháp Khâm chỉ tóm tắt những cái điều mà mình có thể liên hệ với chư tôn đức như vậy thôi, thay vì đọc tiểu sử. Thì đó là cái phần mà Pháp Khâm xin được chia sẻ với đại chúng trong buổi hôm nay về Hội đồng Trường Giới Các Sĩ Nam. Dạ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, về tam sư trong Hội đồng Truyền giới Nữ Khất Sĩ thì con xin phép được đọc một vài nét về tam sư. Hòa Thượng Truyền giới Nữ, Ni Trưởng trụ trì Chùa An Lạc, Pháp hiệu Trước Nguyên Sau Thanh. Ni Trưởng sinh năm 1944 tại Quy Nhơn, Bình Định. Năm 1957, Ni Trưởng xuất gia với Hòa Thượng Ni Thượng Tâm Hạ Hoa tại Chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn. Năm 1965, Ni Trưởng được thọ giới Tỳ Kheo Ni tại Chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn. Năm 1984, Ni Trưởng sang định cư tại Hoa Kỳ, Chùa Đức Viên. Năm 1991, nhân dịp dự lễ khánh thành Chùa Viên Giác tại châu Âu, Ni Trưởng đã sang làng Mai Pháp Quốc thăm sư ông. Năm 1993, Ni Trưởng thành lập và trụ trì Chùa An Lạc, San Jose, California. Thầy Yết Ma Khất Sĩ Nữ, Ni Sư Thích Nữ Chân Trung Chính, trụ trì xóm Trong Sáng, tu viện Lộc Uyển. Ni Sư xuất gia năm 1973 tại Việt Nam, chùa Kiều Đàm với Ni Trưởng Thượng Thanh Hạ Minh. Năm 1982, Ni Sư thọ giới Tỳ Kheo Ni tại chùa Linh Sơn, Pháp Quốc. Năm 1994, Ni Sư về làng Mai, Pháp Quốc tu học với sư ông cùng tăng thân. Năm 1996, Ni Sư được sư ông làng Mai Tấn Phong trụ trì chùa Từ Nghiêm, xóm mới. Năm 1998, Ni Sư nhận truyền đăng giáo thọ từ sư ông làng Mai với bài kệ Phú Pháp: Trung kiên lòng dạ tựa trăng rằm, chính đạo muôn đời nối tổ tông, đạo ý vườn xưa vừa khởi sắc, một sân hòe quế đã đơm bông. Năm 2000, Ni Sư được bổ nhiệm làm trụ trì xóm Trong Sáng, tu viện Lộc Uyển, California. Thầy giáo thọ Khất Sĩ Nữ, Ni Sư Thích Nữ Như Bảo, phó trụ trì chùa Hê Lâm, Boston, Hoa Kỳ. Ni Sư sinh năm 1967. Năm 1980, Ni Sư xuất gia và trở thành đệ tử của sư trưởng Thượng Như Hạ Thanh, viện chủ chùa Hê Lâm, Sài Gòn. Năm 1988, thọ giới Tỳ Kheo Ni. Năm 1999, Ni Sư sang định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2001, Ni Sư được đảnh lễ sư ông làng Mai tại Vermont, Hoa Kỳ. Năm 2003-2004, Ni Sư về tu viện Lộc Uyển, California, tùng chúng an cư kiết đông 3 tháng. Cuối năm 2004, Ni Sư sang Pháp thăm sư ông và tăng thân, và cứ mỗi 2 năm khi sư ông làng Mai sang Hoa Kỳ hoằng Pháp trong chuyến US Tour. Năm 2014, Ni Sư sang Pháp thăm sư ông và dạy giới Sayini cho các Sayini tại làng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni.
Kính bạch sư ông, kính bạch liền vị tôn đức, kính thưa đại chúng, các đệ tử, đây là giây phút hạnh phúc. Đại giới đàn là một niềm vui lớn cho tăng thân, cơ hội cho các giới tử tiếp nhận giới pháp của Bụt để hành trì, làm cho mạng mạch Phật pháp được tồn tại lâu dài trên cõi đời này. Hiện tại trung tâm làng Mai Thái Lan có 15 giới tử nam và 35 giới tử nữ cầu thọ đại giới. Họ đang hết lòng cần cầu giới pháp để tiếp tục con đường của chư Bụt, chư Tổ. Chúng tôi rất hoan hỷ để lập hội đồng truyền giới yểm trợ cho đàn hậu tấn. Được tập hợp hôm nay tại thiền đường Voi Trắng, tu viện Vườn Ươm Thái Lan, trong đại giới đàn qua bờ là một niềm vui lớn. Chúng tôi nhân danh ban tổ chức và hội đồng truyền giới kính chúc liệt vị tôn đức và toàn thể đại chúng an trú thanh tịnh và thảnh thơi trong suốt thời gian lưu trú tại đại giới đàn. Giờ đây chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc chính thức đại giới đàn qua bờ. Xin đại chúng cùng chúng tôi chắp tay làm lễ khai chung và niệm Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho giới đàn thành tựu viên mãn. Namo Sakya Munaye Buddhaya. Dear respected Thầy, dear venerable monks and nuns, dear sanghas and ordinees, to be together with you on this occasion is great happiness. We wish all the most venerable monks and nuns, the ordinees, the entire sangha to dwell peacefully and beautifully during the entire period of the great precept ceremony. Now, in the name of the Great Precept Transmission Ceremony Organizing Committee and the Precept Transmission Committee, we solemnly and formally declare the opening of the Great Precept Transmission Ceremony Go to the Other Shore. Let us now join our palms as we invoke the name of the Bodhisattva Avalokiteshvara for support and protection over the Great Precept Ordination Ceremony so that it will be successful. Đầu cành dương liễu Oh.
Khai đàn pháp thâm diệu tạo công Sư Bụt Sakya Moni, con kính bạch sư ông, chúng
con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lễ cung nghinh giới bổn và khai mạc đại giới đàn đến đây đã hoàn thành tốt đẹp. Tiếp theo chúng con xin cung thỉnh quý thầy, quý sư cô nghỉ ngơi và dùng sáng. Vào lúc 9 giờ sáng nay, kính mời quý thầy và quý sư cô có mặt ở thiên đường vói trắng này để chúng ta cùng khởi hành cử hành lễ truyền thọ 14 giới tiếp hiền. Xin các vị giới tử 14 giới có mặt trước 15 phút để chuẩn bị cho buổi lễ. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Mâu Ni.